Còn dám không nghe lệnh của lão phu sao? Tên lão tặc Dương Chấn, kẻ gian như ngươi làm hư chuyện nước, làm cho 50 vạn đại tướng sĩ của ta mất mạng rồi. Tội ác tày trời, hôm nay ta không thể tha cho ngươi được. Ông muốn làm gì? Ông muốn tạo phản phải không? Giết! Ta sẽ trừ khử tên gian tặc hại nước hại dân này cho thiên hạ. Dương Chấn, nộp mạng đi. Phạm tướng quân, tiên sinh, Diên Bân Hỷ Ninh các người bảo yểm hộ hoàng thượng lui về phía sau, ta sẽ liều mạng với bọn khốn kiếp này. Giết! Hoàng thượng, Phạm tướng quân, hoàng thượng nhanh lên, chạy đi, Phạm tướng quân muốn trẫm ra. Hoàng thượng hãy cải trang trước, chạy đi. Phạm tướng quân, buông trẫm ra. Hoàng thượng hãy cải trang trước đi, toàn mạng quan trọng hơn. Hoàng thượng, Diên Bân, giữ vững Long Kỳ đương triều Đại Minh cho trẫm. Trẫm muốn để cho người Hỏa Lạc nhìn thấy thiên tử Đại Minh trước cái chết có dáng vẻ như thế nào.